Hi, xin chào bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá và khuyến mãi của Vivo tại Thế Động trong những ngày đầu của tháng 4 này ha. Thì xem đầu tháng 4 này Vivo tại Thế Động có sản phẩm hay là chương trình giảm giá gì thêm không bạn nha. Rồi, đầu tiên thì ở đây mình sẽ có con Vivo Y03, một sản phẩm rất là mới đến từ nhà Vivo. RAM 4, bộ nhớ trong là 128GB, giá 3.290.000, hỗ trợ gốc 0% lãi suất. Tặng phiếu mua hàng 400.000 khi mua SIM Vinabung Plus. Giảm thêm 200.000 khi tham gia thu củ điện thoại 2G lên sản phẩm này ha. Đây là con Vivo Y03. Y03 này nó sở hữu màn hình, ở đây là màn hình 6.56 inch với độ phân giải là HD cộng. Máy sẽ được trang bị con chip là Helio G85. RAM trên máy ta sẽ có RAM 4GB, bộ nhớ là 128GB. RAM ta sẽ có hai camera phía sau với độ chính là 13 megapixel, một camera phụ với độ phân giải là 0.03. Camera selfie với độ phân giải là 5 megapixel. Viên pin trên con Vivo Y03 này là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 15W. Một chiếc máy trong phân khúc giá rẻ nhưng mà thiết kế khá là đẹp các bạn. Thiết kế mặt lưng phía sau giống như con Y36 trước đó của hãng luôn. RAM mặc định trên máy là RAM 4GB nhưng nó sẽ hỗ trợ bạn mở rộng RAM thêm được 4GB nữa, tức là bạn sử dụng tối đa RAM là 8GB. Máy rất là đẹp nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con Vivo Y17S, phiên bản RAM 6GB. Y17S thì sẽ có phiên bản RAM 4GB nữa các bạn. Ở đây thì phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, giá là 3990, giảm 100.000 khi bạn thu củ điện thoại 2G lên sản phẩm này, hỗ trợ gốc 0% lãi suất, giảm 400.000 khi mua SIM Vinabung Plus. Đây là con Vivo Y17S. Y17S thì hiện tại nó có 3 phiên bản, một phiên bản là RAM 4, bộ nhớ trong 64, RAM 4 bộ nhớ 128 và phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128GB nha. Y7S thì sở hữu màn hình là 6.56 inch với độ phân giải màn hình là HD cộng. Máy được trang bị chip là Helio G85. RAM trên máy là RAM 4 và phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128. Camera selfie phía trước có độ phân giải là 18 megapixel. Hai camera phía sau với cam chính là 50, một camera phụ với độ phân giải là 2 megapixel. Viên pin trên con Vivo Y17S là 5000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 15W. Máy màu đen, máy nó sẽ có thêm màu xanh giống như xanh rêu các bạn. Rồi, tiếp theo Vivo Y22S RAM 8GB. Con này lâu lắm rồi các bạn và hầu như là giờ không còn hẹn ha. Giá 5990. Các bạn xem tham khảo thôi. Y22S này thì màn hình là 6.56 inch. Máy sử dụng con chip là Qualcomm 680. RAM này RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Máy sẽ được trang bị camera selfie phía trước có độ phân giải là 8 megapixel. Hai camera phía sau với âm chính là 50, một camera phụ độ phân giải là 2. Viên pin trên con Y22S là 5000 mAh và con này hỗ trợ sạc nhanh lên đến là 18W các bạn. Rồi, Vivo Y36, phiên bản bộ nhớ 256GB, giá 6.190.000. Hỗ trợ gốc 0% lãi suất. Đây là Y36. Y36 hiện tại giảm giá nhiều lắm rồi các bạn. Cái mặt lưng rất là đẹp nha. Y36 này thì nó sẽ sở hữu màn hình, ở đây là 6.64 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Máy được trang bị chip là Qualcomm 680. RAM trên máy là 8GB, bộ nhớ đây là 128GB. Máy vẫn có một phiên bản là RAM 8, bộ nhớ 128GB. Camera selfie phía trước với độ phân giải là 16 megapixel. Hai camera phía sau với âm chính là 50 và một cam phụ độ phân giải là 2 megapixel. Viên pin trên con này là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến là 44W các bạn. Siêu nhanh. Giá chỉ là 6.190.000 thôi. Rồi, tiếp theo một cái phiên bản rất là mới của Vivo, đó là Vivo Y100. Đây là chiếc Vivo Y100 ha. Vivo Y100 này thì hiện tại các bạn mua sẽ có hai phiên bản: RAM 8 bộ nhớ 128GB, giá 7.290.000, giảm còn 6.990.000. Phiên bản RAM 8 bộ nhớ 256GB, 7.690.000, giảm còn 7.390.000. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ gốc 0% lãi suất và tặng thêm được 6 tháng bảo hành chính hãng cộng gói bảo hành Vivo Care. Vivo Y100 này thì nó sở hữu màn hình, đây là 6.67 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Máy sẽ được trang bị con chip là Qualcomm 685. RAM trên máy là RAM 8 bộ nhớ 128 và RAM 8 bộ nhớ 256GB. Camera selfie phía trước có độ phân giải là 8 megapixel.
hai camera phía sau với cam chính là 50, một cam phụ độ khung dãy là 20 megapixel và nó sẽ có một camera là Leica ha. Máy sẽ được trang bị viên pin là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến là 80W. Y100 này sẽ sở hữu loa kép và âm lượng lên đến là 300%. Vivo V29e 5G 128GB 9.990.000, hỗ trợ gốc 0% lãi suất. Đây là V29e 5G. V29e này thì nó sẽ sở hữu màn hình ở đây là 6,67 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Máy được trang bị ăn chip là Qualcomm 695 5G. RAM trên máy là 12GB, bộ nhớ lên đến là 256GB. Máy sẽ được trang bị camera selfie 50MP, 32 camera phía sau với chính là 64MP và một cam phụ độ khung dãy là 8MP. Viên pin trên con Vivo V29e là 4800mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến là 44W ha. Giá rất là rẻ, 9.990.000 thôi, có RAM lên đến 12GB. Rồi cuối cùng thì mình sẽ có con Vivo V29 5G giá 12.990, hỗ trợ gốc 0% lãi suất. Đây là V29 5G với màn hình cong siêu đẹp luôn, màu tím. V29 5G này thì sở hữu màn hình ở đây là 6,78 inch với độ phân giải màn hình là 1.5K. Máy được trang bị chip là Qualcomm 778 5G, RAM 12GB, bộ nhớ 256GB. Camera selfie 50MP, 3 camera phía sau với chính là 50 và 2 camera phụ lần lượt là 8 và 20MP. Viên pin là 4600mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến là 80W các bạn. Rồi thì mình vừa cập nhật các bạn giá cũng như khuyến mãi của Vivo tại Thế Động trong những ngày đầu của tháng 4 này ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.